Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Lời cảnh báo của Đài truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, chỉ cần bỏ ra khoảng 20.000 đồng, người tiêu dùng có thể mua được 1 lít dầu ăn có gắn nhãn mác như các loại dầu ăn nổi tiếng. Thế nhưng liệu ai trong chúng ta để ý đến xuất xứ nguồn gốc của loại dầu ăn này từ đâu mà có? Và vì sao nó lại rẻ đến như vậy? Phải chăng những loại dầu ăn ấy được chế biến theo một công nghệ khác, công nghệ tái chế siêu rẻ và cũng siêu bẩn? Trong khi chất lượng vẫn còn là một dấu chấm hỏi, thì những loại dầu ăn này lại được nhiều người kinh doanh vô tư chiên đi chiên lại nhiều lần. Vì lợi nhuận trước mắt, họ dường như chẳng hề quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng. Và chuyên mục ngày hôm nay sẽ cảnh báo về vấn đề này. Mời quý vị cùng theo dõi. Những cái bánh chiên tràn rộn, những món xào nấu bắt mắt, thu hút rất nhiều thực khách. Người bán cứ việc bán, người ăn cứ vô tư thưởng thức. Và ít ai quan tâm rằng những món ăn khoái khẩu kia lại được chiên nấu bởi các loại dầu ăn tái chế không rõ nguồn gốc. Thấy người ta bán rồi cũng nhiều người ăn nên ăn theo thôi, cũng thấy thì nhiều. Cầu Ông Lãnh, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, người dân buôn bán ở khu vực này biết rất rõ chỗ bán những loại dầu ăn đóng can không nhãn mác. Loại dầu ăn giá rẻ này được bán với giá khoảng 22.000 đồng một lít, rẻ hơn gần phân nửa những loại dầu ăn có thương hiệu bán trên thị trường hiện nay. Vì thế, đây là sản phẩm được không ít người dân chọn mua. Hàng này hàng công ty luôn đúng không chị? Công ty. Công ty luôn không? Lầu đen lắm đúng không? Lầu đen mà nó dạng là dầu của nó. Dạ. 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 Em không biết, em thấy người ta chở là can can, chứ không biết nó nằm đâu. Cứ giờ về cái chỗ nào mà là sản xuất ra cái dầu đó, em cũng không biết. Sản xuất cái dầu đó ra bằng cái gì, người ta kêu hợp dầu giật, em cũng không biết hợp giật đó là cái giống gì giống. Dù người bán khẳng định chắc nịch rằng đây là dầu ăn của công ty, nhưng hình ảnh mà phóng viên ghi lại được lại khác hoàn toàn. Không nhãn mác, chẳng có lấy một dòng thông tin, và tất cả được mua bán vận chuyển một cách chớp nhoáng. Dầu lẻ ăn công ty giờ nó cũng hơi rồi, mà công ty đó là cái này người ta dầu can này người ta đông đầy luôn có 100 mà nó lâu đen lắm. Việc khẳng định loại dầu này chiên đi chiên lại nhiều lần vẫn không ngã màu là sự lựa chọn sinh lời cho những người buôn bán. Còn chuyện ảnh hưởng tới sức khỏe hay không thì họ dường như chẳng mấy quan tâm. Vậy những loại dầu ăn tái chế này được dùng ở đâu? Tại khu chợ Cô Bắc Cô Giang, để tiết kiệm thu lời, người bán bánh tiêu này đã dùng loại dầu ăn được đóng sẵn trong những bịch ni lông. Nó sẽ được đổ vào trong một cái chảo lớn sử dụng để chiên rán thực phẩm cho rất nhiều lần sau. Khi dầu trong chảo đã chuyển màu đen, bịch dầu mới sẽ được đổ tiếp vào. Cách làm này khiến người tiêu dùng khó có thể phân biệt thực phẩm được chiên rán bằng dầu tái sử dụng hay là dầu mới. Nhưng nếu tinh ý, những chiếc bánh tiêu này sẽ có mùi vị và màu sắc bất thường vì được chiên ở những chảo dầu sôi ở nhiệt độ rất cao. Bánh chiên à, có bằng như tinh dầu cũ, dầu cũ người ta chiên rồi là mua lại chứ lại. Mà giá tiểu thừa hả? Mình không có thấy đúng không? Mà đang nhìn thấy nước dầu nó đen. Cái vụn, cái cặn mà đổ xuống do chiên nhiều lần đó thì đó là những cái nguồn nó đầu tiên là nó gây đến là rối loạn tiêu hóa. Có thể là ăn nó chậm tiêu, đầy hơi, rồi nó sẽ sinh ra là dễ gây nên những cái triệu chứng. Thường mình ăn xong những cái thức ăn như vậy thì nó hay chóng mặt. Về lâu về dài thì những cái nguồn thực phẩm như vậy nó sẽ gây nên tình trạng là có thể tăng huyết áp, thừa cân, béo phì. Và nặng nề hơn nữa thì nó có thể gây ra đột biến gen, nó gây nên những cái bệnh lý như là ung thư, đặc biệt là các ung thư đường tiêu hóa. Dầu ăn bẩn là một câu chuyện dài khi mà thời gian qua, hàng loạt cơ sở sản xuất và công nghệ chế biến dầu mỡ bẩn, dầu ăn từ cống rãnh, dầu ăn tái sử dụng bị phanh phui. Người tiêu dùng liệu có nuốt nổi khi biết được sự thật rằng đồ ăn chúng ta sử dụng hàng ngày lại được chiên, nấu từ những loại dầu ăn khủng khiếp như thế này? Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Lời cảnh báo của Đài truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, bắp là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng. Từ bắp, người ta có thể chế biến nhiều món ăn khác nhau, nhưng thông dụng và đơn giản nhất là luộc. Bắp luộc giờ đây được bán quanh năm chứ không theo mùa, phổ biến là bắp nếp, bắp Mỹ. Ở các thành phố lớn, người dân dễ dàng tìm mua bắp luộc ở các hàng rong hoặc cửa tiệm thực phẩm. Ngon rẻ, thế nhưng để bắp nhanh chín và thơm ngon, nhiều người bán không ngần ngại sử dụng pin và hóa chất để luộc, gây nguy hại cho người sử dụng. Vậy thực hư vấn đề này ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi lời cảnh báo ngay sau đây.
Khoa học đã chứng minh trong trái bắp có chứa 80 chất có lợi gồm chất xơ, vitamin, protein, đường, tinh bột, các chất chống oxy hóa và dầu béo. Các món ăn từ bắp giúp tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, phòng ngừa bệnh tim mạch, chống stress và suy giảm trí nhớ. Đối với người Việt, món ăn thông dụng nhất từ loại thực phẩm này là bắp luộc. Đây còn là bữa sáng, là món ăn chơi của nhiều người. Tôi cũng hay thường ăn cái món bắp luộc ở vỉa hè lắm. Là mình rất là thích cái món bắp luộc. Cũng thỉnh thoảng em có sử dụng ngô luộc vì nó rất là ngon và rẻ. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu, sở thích của người tiêu dùng, không ít tiểu thương đã bất chấp nguy hại, sử dụng hóa chất trong chế biến món bắp luộc. Theo họ, đó là cách để tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời bảo quản món ăn được tươi lâu và bắt mắt. Rất là lo lắng về cái chuyện mà người ta sử dụng pin cũng như là hóa chất để luộc. Trước mình cũng có nghe nói về cái vấn đề này, nhưng mà nhiều khi tôi thèm quá thì cũng ghé mà mua ăn. Nhằm mục sở thị cách chế biến bắp luộc của các gian thương, phóng viên chương trình Lời Cảnh Báo đã tìm đến trước khu vực Bệnh viện Ung Bướu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các xe hàng rong bán bắp luộc đều để bảng bắp nếp 10.000 ba trái. Dù được bán cả ngày ngoài đường, nhưng bắp luộc nơi đây luôn được ủ nóng. Khi chúng tôi hỏi về cách luộc bắp, người bán có vẻ ấp úng, nhưng sau đó cũng ngần ngại trả lời là dùng củi để nấu. Vì sao cho nó cái vụ mà luộc bắp bằng pin á? Chính là nó cùi đàng hoàng, đâu có thì ấy đâu mà. Mặc dù người phụ nữ trên cho biết luộc bắp bằng phương pháp truyền thống là dùng củi, nhưng trước thái độ ấp úng của chị khiến chúng tôi không khỏi đặt nghi vấn. Để xác minh lời người bán, chúng tôi đã tìm đến một mối bỏ bắp sống ở chợ Phạm Văn Bạch, quận Gò Vấp, tìm hiểu và khá bất ngờ trước câu trả lời của người bỏ mối. Sau khi hỏi mua và bắt chuyện, người bỏ mối tiết lộ rằng bắp được tiểu thương lấy ở chợ về đa phần là đã khô nên luộc bằng củi sẽ rất tốn thời gian và nhiên liệu. Bắp sống mua về đã từ 2.000 đến 3.000 đồng một trái, nhưng khi luộc xong lại bán 3 trái 10.000 hoặc cao lắm là 5.000 đồng. Nếu luộc bằng củi, không thể có lời. Chỉ có cách khi luộc bắp sẽ cho vài muỗng muối diêm cùng đường ngọt và pin cục. Để tìm mua muối diêm, chúng tôi đã đến chợ Kim Biên trên địa bàn quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Vì là chất cấm và đã từng bị báo chí đưa tin, nên người bán hóa chất này tỏ ra rất cẩn trọng với khách hàng. Khi chúng tôi hỏi mua muối diêm, chủ cửa hàng có vẻ nghi ngờ và sau đó từ chối không bán. Ủa cô, có bán muối diêm không cô? Cô bán ký nhiêu? Cô không bảo quản hả? Không thể mua muối diêm tại chợ Kim Biên, chúng tôi liên hệ mua hóa chất này qua số điện thoại mà tiểu thương bán bắp ở chợ Phạm Văn Bạch giới thiệu. Đây cũng là một thương lái chuyên bỏ mối bắp cho các quầy hàng nhỏ lẻ. Chị để lại em chút ít đi, cũng mới giúp giùm em đi. Thôi vậy đi, thấy em cũng ủng hộ chị lâu dài thì thôi, chị cũng chia cho một chút. Nhưng mà cái này chị nói trước, mà chất này là chất cấm, cho nên là chị nay trước khi mà nấu thì chạy qua bên chị chia cho ít. Đây là gói muối diêm mà chúng tôi vừa mua được từ thương lái. Nhằm chứng minh tác dụng của nó, chúng tôi đã tiến hành luộc bắp với pha muối diêm và thêm pin cục. Rất nhanh chóng, từ một trái bắp đã khô, giờ đây đã mềm, dẻo và dậy mùi thơm. Theo tính toán, nếu luộc bắp bằng cách này, chỉ cần vài tiếng đồng hồ, tiểu thương đã có thể nấu được hàng trăm trái bắp luộc và không nhất thiết phải đun bằng củi. Do vậy, dù bán rẻ nhưng tiểu thương vẫn có lời. Cái mà chúng ta quan tâm là cái kim loại nặng, thì để cho cái màu cái vỏ bắp nó tươi đó thì ta phải dùng tới cái pin. Khi mình ăn cái đó thì mình sẽ bị nhiễm độc trì, và nhiễm độc trì thì cái rất là nguy hiểm, vì nó vào trong cơ thể của mình đó, thì nó sẽ thay thế cái chất khoáng ở trong cơ thể của mình, rồi nó đi vào trong các quá trình chuyển hóa, nó làm rối loạn các quá trình chuyển hóa mình, cho nên nó gây ra rất nhiều cái biến chứng khác nhau. Thí dụ như là mình sẽ bị suy giảm chức năng gan, suy giảm chức năng thận, rồi có khi là mình bị những cái ung thư, hoặc có khi là mình bị những cái, nhưng mà cái mình nhận có thể nhận biết là cái da mình nó bị sạm đi. Theo các chuyên gia, pin vốn không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc luộc bắp bằng pin sẽ khiến thực phẩm này dễ bị nhiễm kim loại nặng như thủy ngân, chì, cadmium. Đặc biệt, chì sẽ ảnh hưởng đến não, thận và máu. Còn muối diêm chứa nhiều nitrat và nitrit giúp bắp lâu hỏng.
Tuy nhiên, nếu sử dụng quá liều lượng sẽ gây ung thư, nhất là ung thư dạ dày. Ngoài ra, loại đường hóa học được chế biến thêm để tạo đồ ngọt cũng là tác nhân gây hại sức khỏe. Để cho bắp nó ngọt á, thì người ta lại thêm một tí đường hóa học vào. Thì mình không rõ là cái đường hóa học người ta sử dụng đó là gốc nó là cái gì. Thì bởi vì mình bây giờ có rất nhiều loại đường hóa học khác nhau, nhưng cái rủi ro vẫn là cái mà nó có thể gây ngộ độc cho mình ở cái đường hóa học đó. Thưa quý vị, không phải ai bán bắp cũng sử dụng đường hóa học hay pin để luộc bắp cho mau chín. Có những nơi, người bán sử dụng củi để luộc theo cách truyền thống. Bắp luộc là món ăn bổ dưỡng, chỉ khi bị lạm dụng quá chất thì mới có hại cho sức khỏe. Do đó, để an toàn, tốt nhất người dân hãy tự mua bắp về nhà luộc hoặc mua ở những nơi mà chúng ta có thể biết được người bán luộc bằng phương pháp truyền thống, không sử dụng quá chất quý vị nha. Kính chào quý vị và các bạn đến với chương mục Lời cảnh báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, nước tăng lực được biết đến không chỉ để giải khát mà còn có công dụng giúp tập trung tỉnh táo, xua tan mệt mỏi. Vì thế nó đã trở thành sản phẩm ưa chuộng của người tiêu dùng Việt. Tuy nhiên thì nhiều người đang có xu hướng lạm dụng nước tăng lực do lầm tưởng loại nước này chỉ có lợi cho cơ thể mà không hề biết rằng ẩn sau đó là nguy cơ đe dọa sức khỏe, thậm chí tính mạng. Điều gì khiến loại nước uống vốn quen thuộc lại trở nên nguy hại đến vậy? Để có câu trả lời, mời quý vị và các bạn cùng đến với lời cảnh báo ngay sau đây. Nước tăng lực còn gọi là Energy Drink thường được quảng cáo là loại thức uống bổ sung năng lượng, hỗ trợ hoạt động cơ bắp, tăng cường độ bền, độ dẻo dai cho cơ thể. Ngoài ra còn giúp củng cố tinh thần và tăng hoạt động trí não của người dùng. Nước tăng lực có hương vị riêng, dễ uống và cũng dễ mua. Vì tin tưởng vào quảng cáo mà nhiều người xem nước tăng lực như là thần dược, để rồi lạm dụng mọi lúc mọi nơi, như thấy khát là uống, khỏe cũng uống, mệt cũng uống và uống ngay cả lúc đói hay ăn không ngon hoặc chơi thể thao xong. Thậm chí là có người còn uống mỗi khi thấy nhạt miệng. Uống nước tăng lực như trở thành thói quen và là gu thưởng thức riêng của nhiều người. Đối tượng thường xuyên lạm dụng loại nước này thường là những tài xế lái xe đường dài, những người lao động chân tay và phổ biến nhất là dân chơi thể thao. Họ chọn uống nước tăng lực vì nghĩ rằng nó sẽ giúp tỉnh táo, xua tan mệt mỏi và bổ sung năng lượng. Khi mình làm tài xế thì khi mà lái xe mình cũng thường xuyên hay uống. Đi làm mệt hay là mình hay đi tập á, mệt thì mình cũng uống. Uống thì thấy cũng khỏe, thấy cũng tỉnh táo, tinh thần của mình hơn. Thường thường đi một quãng đường mà cỡ chừng dưới 300-400 cây, 500 cây thì mình uống một lon thôi. Còn nếu mà một ngày mà chạy 2-3 tuyến vậy nhiều á thì mình mới phải uống nhiều lon. Một ngày thì cứ mệt mệt chắc phải 2 lon đến 3 lon là bình thường. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại nước tăng lực khác nhau, nhưng thành phần chính đều giống nhau bao gồm caffeine, đường glucose, chất tạo ngọt, chất điều chỉnh độ axit, màu thực phẩm, các vitamin nhóm B, inositol, taurine, chất bảo quản và hương liệu tổng hợp. Trong đó, caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương giúp tỉnh táo, taurine cho cảm giác hưng phấn, các loại đường cung cấp năng lượng và vitamin giúp tăng cường chuyển hóa chung. Lợi ích dễ thấy của nước tăng lực là giải khát, nhất là khi chúng được pha với đá lạnh. Ngoài ra, còn giúp người dùng có cảm giác tỉnh táo, sảng khoái. Nếu như mình uống một cái lon nước tăng lực, thì mình nên quan tâm cái điều thứ nhất là nó có caffeine, tức là cái chất mà nó làm cho mình tỉnh táo giống như mình uống cà phê hoặc là mình uống trà. Mà đôi khi là cái lượng caffeine trong cái nước tăng lực nó còn nhiều hơn là trong những cái sản phẩm khác. Thì do đó là khi mình uống thường xuyên như thế thì nó có khả năng nó gây nghiện. Nhưng những người mà có những cái yếu tố rủi ro thì khi mình uống cái này vào thì nó sẽ làm cho tim mình nó đập nhanh hơn và có thể làm huyết áp tăng lên. Tuy nhiên, những lợi ích trên chỉ tồn tại trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 giờ đồng hồ. Sau đó cơ thể sẽ quay về trạng thái ban đầu. Nếu tiếp tục sử dụng để duy trì trạng thái sẽ hoàn toàn phản tác dụng. Trên thực tế đã ghi nhận không ít trường hợp uống nước tăng lực với số lượng từ 5 lon mỗi ngày trở lên đã đưa đến tác dụng phụ như hồi hộp, tim đập nhanh, mất ngủ, buồn nôn, chóng mặt, đau đầu, thậm chí là đe dọa tính mạng. Khi mình sử dụng cái sản phẩm đó, mình uống nước đó thì cái đường trong máu mình sẽ tăng lên cao và nó có một cái cơ chế ở trong cơ thể của mình để kéo nó thấp xuống lại. Thì cái cơ chế đó là nó làm cho cái đường trong máu mình thấp xuống nhanh. Vậy thì có khi nó lại làm cho cái năng lượng của mình nó bị tiêu hao nhanh. Mình không có sử dụng được cái năng lượng nó lâu bền được. Nên là nó sẽ làm cho mình bị mất năng lượng nhanh hơn là những cái sản phẩm bình thường khác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nước tăng lực có thể là nguyên nhân gây đột tử dù bất kể ở đối tượng nào.
Cũng trong 10 năm qua, Trung tâm An toàn Thực phẩm CAERS Hoa Kỳ đã nhận được hơn 140 đơn khiếu nại về những tác dụng phụ chết người do uống nước tăng lực. Tuy không phủ nhận những tác dụng trực tiếp của nước tăng lực với cơn khát, nhưng chúng ta không nên uống nước tăng lực thay cho nước lọc. Lạm dụng loại nước uống này sẽ làm tăng nguy cơ béo phì và tiểu đường. Còn đối với con trẻ, sẽ khiến các em chán ăn hoặc luôn cảm thấy no, từ đó dẫn tới thiếu dinh dưỡng từ những thực phẩm hàng ngày khác. Đối với trẻ em hoặc là đối với những người lớn, chẳng hạn, ngay cả người lớn chẳng hạn, thì cũng không nên dùng tới nước tăng lực. Đó là một cái lời khuyên, mình không nên dùng tới, mình không cần thiết tới những cái thứ mà nó có trong nước tăng lực là cơ thể mình có thể tạo ra, mình không cần phải tiếp thêm bên ngoài. Mà nếu mà mình sử dụng thường xuyên thì nó mới có những cái rủi ro cho mình là nó sẽ đưa đến những cái bệnh mãn tính. Theo các chuyên gia, đối với người trưởng thành thì chỉ uống từ 1 đến 2 lon hoặc chai nước tăng lực mỗi ngày, nhưng không thường xuyên. Còn với trẻ em chỉ nên uống nửa lon hoặc chai mỗi ngày và không thường xuyên. Nếu vượt mức khuyến cáo sẽ nguy hiểm, nhất là khi cơ thể đang mệt mỏi. Nếu cảm thấy dấu hiệu bất thường sau khi uống nước tăng lực thì cần lập tức đến bác sĩ. Riêng phụ nữ có thai, người cao tuổi, người mắc bệnh tim, tiểu đường hoặc có bệnh mãn tính không nên uống nước tăng lực. Người đang say bia rượu hoặc đang kiệt sức vì lao động nặng thì không nên dùng thức uống này. Kính thưa quý khán giả, bất kỳ loại thực phẩm hay đồ uống nào nếu lạm dụng đều gây ra những vấn đề tiêu cực cho sức khỏe chúng ta. Nước tăng lực cũng không ngoại lệ. Hãy uống với liều lượng vừa phải và phù hợp với sức khỏe bản thân. Kính chào quý vị cùng đến với chuyên mục lời cảnh báo của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, là một món ăn truyền thống có từ lâu đời trong ẩm thực Việt, giò chả các loại luôn là loại thực phẩm được hầu hết gia đình lựa chọn trong bữa ăn hàng ngày, đặc biệt là những ngày Tết. Tuy nhiên, câu hỏi còn hay không việc sử dụng hàng the trong chế biến giò chả vẫn treo lơ lửng, khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Vậy thực tế, hàng the có còn được sử dụng để chế biến giò chả? Nó nguy hại như thế nào đến sức khỏe người sử dụng? Mời quý vị theo dõi chuyên mục lời cảnh báo ngay sau đây để tìm ra câu trả lời. Để tìm hiểu về thị trường mua bán giò chả hiện nay, chúng tôi đã tìm tới một số khu chợ dân sinh. Trong giây người mua, không mấy khó khăn để tìm được những cây giò chả với giá siêu rẻ. Cụ thể, chả bò chỉ có giá 70.000 đồng một ký, chả quế chỉ 40.000 đồng một ký, chả luộc thịt heo chỉ 60.000 đồng một ký, thậm chí chỉ có 40-50.000 đồng một ký. Giá nào cũng có, tùy nhu cầu khách hàng. Giò bò thì bao nhiêu ạ? Giò bò đắt hơn tí 7.000. 7.000 ạ? Thông thường chỉ tính riêng với giá thịt heo trên thị trường thì một ký đã có giá không dưới 80.000 đồng. Đó là chưa tính tới nguyên phụ liệu đi kèm và công chế biến. Vì vậy, trên thị trường, một ký chả lụa chất lượng thường có giá từ 160.000 đến 180.000 đồng. Giò chả này có những gì? Chúng tôi đã được tiết lộ những thông tin hết sức bất ngờ. Giò chả mua là mày chắc rẻ này. Đồng chợ đầu mối này mua là chắc rẻ này. Rẻ thì không rẻ. Nó cũng rẻ hơn. Pha gì? Nó pha bồ. Thằng the đúng không? Để cho cứng đúng không? Bò đâu? Nó chỉ có tí tí thôi. Theo lời những người bán nói, như vậy rõ ràng việc sản xuất giò chả có giá rẻ như vậy là do nguyên liệu sử dụng chỉ có một phần thịt nhỏ, còn lại là những nguyên phụ liệu khác như độn thêm bột. Bên cạnh đó, nếu có sử dụng thịt thật thì chủ yếu cũng là thịt hư hỏng, biến chất. Vì vậy,
Để giò chả được ngon, giòn, giấu được mùi hôi, người sản xuất buộc phải sử dụng hạt the. Tuy nhiên, một câu hỏi được đặt ra ở đây là vì sao dù đã bị cấm, nhưng việc sử dụng hàng the vẫn phổ biến như vậy? Để tìm hiểu nguồn cung cấp hàng the cho các cơ sở này, chúng tôi đã tìm tới một số khu chợ chuyên bán phụ gia thực phẩm. Tại đây, chỉ cần khách có yêu cầu, người bán nhanh chóng cung cấp và đảm bảo đây là hàng nhập từ Mỹ. Mặc dù bị cấm, nhưng vẫn có rất nhiều người lén sử dụng. Hàng the này là hàng the Mỹ à? Còn nhập từ Mỹ hả ông? Ừ. Cháu tưởng giờ hàng the nó cấm à? Cấm nó vẫn cấm, nói thẳng với cháu thì nếu mà cô diễn thì cái này nó làm cho tròn các thứ như là giò, bánh trúc. Tức là nếu mà mình cho thì tức là người ta đã dựng cái cho này nào để cho nó. Đương nhiên là cái rẻ thì chắc là không ngon, với lại họ cũng phải pha tạp vào để có lời ấy, thì người ta mới bán được. Giò chả khi làm á, muốn nó dai, mà vì lợi nhuận người ta sẽ sử dụng những cái thịt nó không tươi nè, rồi người ta sẽ sử dụng cái những cái chất bảo quản như là hàng the để người ta làm cho nó dai hơn, bán được nhiều hàng hơn. Theo các chuyên gia thực phẩm, hàng the là chất bị Bộ Y tế cấm sử dụng làm chất phụ gia trong chế biến thực phẩm. Đồng nghĩa với việc, nếu bị phát hiện sản xuất, buôn bán giò chả của hàng the, các cơ sở này sẽ bị xử phạt nặng. Tuy nhiên, vì lợi nhuận quá lớn, vẫn có không ít cơ sở sử dụng loại hóa chất này như một phụ gia không thể thiếu. Và người lãnh hậu quả nặng nề nhất chính là người tiêu dùng. Hiện nay là Bộ Y tế Việt Nam thì đã cấm sử dụng hàng the trong thực phẩm rồi. Cho nên nếu mà có phát hiện hàng the trong sản phẩm thực phẩm, như vậy là cái sản phẩm đó là hoàn toàn không đạt yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Hàng the khi chúng ta bỏ vào trong thực phẩm thì nó có thể gây ra một số cái tình trạng ngộ độc. Ví dụ như ngộ độc cấp tính, ví dụ như là có thể gây nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, vân vân. Về mãn tính thì nó có thể gây ảnh hưởng đến gan, đến thận, đến suy nhược cơ thể. Ngày nữa là đã bước sang năm mới Mậu Tuất, các công việc chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc cũng đang diễn ra gấp rút hơn cả. Việc chuẩn bị thực phẩm, trong đó có giò chả, cho những ngày Tết được các bà nội trợ đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên, phải chọn thực phẩm như thế nào cho an toàn là điều không dễ dàng, nhất là khi thực phẩm bẩn vẫn còn ẩn mình mọi nơi mọi lúc. Hy vọng quý vị sẽ lựa chọn cho gia đình mình được những loại thực phẩm vừa ngon vừa an toàn, đặc biệt là trong dịp Tết này. Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Lời Cảnh Báo của Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, từ lâu, da heo đã trở thành nguyên liệu làm nên nhiều món ăn được người Việt thường xuyên sử dụng. Trong đó thì không thiếu các món ăn ngày Tết. Nhiều người còn cho rằng da heo có tác dụng bổ sung collagen, chống lão hóa, nên thường tiềm ăn và đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng thì da heo lại rất ít thành phần dinh dưỡng. Hơn nữa lại là món ăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt là càng vào thời điểm cận Tết thì nguy cơ các gian thương đưa ra thị trường các loại thực phẩm bẩn này càng lớn. Và những cảnh báo về loại thực phẩm thông dụng nhưng dễ bị làm bẩn này đối với sức khỏe là như thế nào sẽ là nội dung của chuyên mục Lời Cảnh Báo ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nha. Là một nguyên liệu dễ tìm, giá rẻ, lại dễ chế biến, nên từ lâu, da heo đã được sử dụng rất nhiều trong chế biến thực phẩm. Từ các món hàng ngày như da heo trộn thính, món ăn kèm cơm tấm, đến các món không thể thiếu trên mâm cơm ngày Tết như giò thủ, thịt nguội, nem chua, đều có sử dụng da heo làm nguyên liệu chính. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường, có không ít cơ sở chế biến đang sử dụng loại da heo siêu bẩn, được tẩy bằng hóa chất độc hại, đe dọa sức khỏe của người dùng.
Để tìm hiểu loại nguyên liệu này hiện nay đang được làm vẫn như thế nào, phóng viên chuyên mục đã chọn một món ăn rất thông dụng được chế biến sẵn, bán ngoài thị trường, có sử dụng da heo là nem chua và bốc mùi hôi thối. Đi vào bên trong xưởng, công nhân đang sơ chế lượng lớn da để chuẩn bị nguyên liệu cho công đoạn trộn với thịt xay rồi đem đi gói nem. Phần lớn nguyên liệu đều được để trong điều kiện bình thường và không có sự che đậy hay bảo quản nào. Tích cực gom hàng nên người bình thường muốn tìm mua không phải dễ. Theo các chuyên gia, oxy già thường có tác dụng tẩy trắng. Khi dùng nồng độ quá đậm đặc, thời gian ngâm tẩm quá lâu thì có khả năng gây hại sức khỏe. Điều đáng nói, ngoài oxy già, thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở chế biến da heo có sử dụng nhiều hóa chất công nghiệp khác để tẩy trắng như phèn chua, nhôm sulfat, hydrosulfit hay sulfur dioxide. Cái chất này là chất khử trùng trong công nghiệp nhuộm tẩy trắng. Nó còn có nhiều tạp chất là kim loại nặng như chì, arsen, thiết tồn dư trong cơ thể gây bệnh. Nếu chất này có trong thực phẩm thì gây hại cho sức khỏe như hại niêm mạc dạ dày, bón ruột. Sử dụng lâu ngày có thể gây ra các bệnh nguy hiểm, thậm chí là bệnh ung thư. Những cái chất mà dùng trong công nghiệp như vậy thì mình sẽ không đảm bảo được cái nguồn gốc và thực sự nó chỉ là những cái hóa chất đó không, hay là có thể thêm vào những hóa chất khác. Thì những cái chính là những cái hóa chất mà không được biết tên như vậy nó mới gây tác hại lớn cho cơ thể, đặc biệt là trong công nghiệp. Thường thường nó sẽ không thuần nhất mà nó thể nhiễm thêm những cái loại kim loại nặng khác đó, sẽ gây nếu mà như vậy thì có thể gây là tử vong, hoặc là nếu mà hoặc là để tồn dư trong cơ thể lâu ngày thì có thể gây mắc những cái bệnh mãn tính hoặc gây là ung thư. Protein khi bị vi sinh phân hủy đều sản sinh ra những độc chất có hại, tạo mùi hôi thối như nitrit, amoniac. Nếu hấp thụ nitrit quá nhiều tại một thời điểm có thể gây ngộ độc cấp tính. Nếu hấp thụ hàm lượng nitrit vượt ngưỡng cho phép liên tục lâu dài có thể gây những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người sử dụng. Bên cạnh đó, khoan bàn tới quy trình chế biến thiếu vệ sinh. Với một số món ăn sử dụng da heo như nem chua, vì là món ăn lên men sống nên cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Ăn nem chua, nếu mà là nem chua nó làm từ thịt sống, mà nếu mà là thịt sống không kiểu. Không chỉ gây hại khi bị làm bẩn, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bản thân da heo không những chứa hàm lượng dinh dưỡng rất thấp mà còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho sức khỏe. Bởi protein trong da heo rất khó tiêu, không có lợi cho đường tiêu hóa. Lớp mỡ gần da chứa rất nhiều cholesterol. Nếu tiêu thụ quá nhiều sẽ trở thành thủ phạm gây bệnh tim mạch, béo phì. Thực tế, việc phân biệt được da heo đã chế biến có qua ngâm hóa chất hay không rất khó. Tuy nhiên vẫn có thể nhận biết qua một số đặc điểm, như mặt trong da heo tẩy bằng hóa chất thường có màu trắng bệnh, còn da heo sạch có màu hơi ngả vàng. Về mùi vị, da heo tươi thường có mùi thơm nhẹ, trong khi đó da heo ngâm hóa chất không có mùi vì đã bị tẩy đi hết. Trước một món ăn ít dinh dưỡng nhưng thường nguy hại như da heo, hy vọng người tiêu dùng khi lựa chọn dùng làm thực phẩm hàng ngày nên cân nhắc. Nếu cần thiết, có thể tự mua da heo tươi về, tự tay chế biến, hoặc chọn mua các sản phẩm từ da heo ở các cơ sở có thương hiệu uy tín để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Thưa quý vị, da heo cũng như các phế phẩm động vật khác thường không được sử dụng làm thực phẩm ở nhiều nước. Tuy nhiên, tại Việt Nam, đây lại là món ăn rất phổ biến và được nhiều người yêu thích, nên nhiều cơ sở sản xuất vì lợi nhuận đã sử dụng nguyên liệu bẩn hoặc là có tẩm hóa chất độc hại. Hy vọng là qua chuyên mục Lời Cảnh Báo ngày hôm nay, quý vị sẽ có thêm thông tin bổ ích giúp cho gia đình mình lựa chọn được các món ăn từ da heo nói riêng hay là các sản phẩm khác một cách an toàn, nhất là trong dịp Tết này. Như Thanh xin mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, từ lâu thì các loại mứt đã trở thành một món ăn không thể thiếu trong dịp Tết của người Việt. Theo nhu cầu thị hiếu của khách hàng, ngày càng có nhiều loại mứt xuất hiện trên thị trường, giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn. Tuy nhiên, mứt lại là loại thực phẩm rất dễ bị làm bẩn. Chỉ vì lợi nhuận, thiếu đạo đức trong kinh doanh mà đã có không ít cơ sở đang sản xuất ra những loại mứt siêu bẩn, kém an toàn cho người tiêu dùng, và nhất là vào dịp Tết khi nhu cầu sử dụng mứt tăng cao. Chuyên mục Lời Cảnh Báo ngày hôm nay sẽ dán bức màn bí mật về công nghệ chế biến mứt siêu bẩn này. Mời quý vị cùng theo dõi. Những ngày cận Tết, không khí sản xuất tại các cơ sở làm mứt trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Có mặt tại khu vực có nhiều hộ chuyên sản xuất mứt Tết ở Hà Nội, chúng tôi đã được chứng kiến công nghệ làm mứt hết sức đáng sợ. Bước vào bên trong cơ sở làm mứt Vĩ Đao,
nhiều công nhân đang tất bật với các công đoạn gọt vỏ, cắt nhỏ và sơ chế bí. Để bí không bị mốc, đổi màu thì theo nguyên tắc, sau khi sơ chế phải được phơi đủ nắng hoặc sấy khô. Tuy nhiên, mặc dù thời tiết miền Bắc thời gian này thường có mưa phùn, lại ít nắng, nhưng việc trang bị và vận hành máy sấy tốn rất nhiều chi phí. Vì vậy, hầu hết bí sau khi sơ chế chỉ được để trong điều kiện bình thường nên dễ bị nổi mốc, xuống màu. Vì vậy, các cơ sở này đã sử dụng hóa chất tẩy trắng. Không chỉ giúp tẩy trắng, loại hóa chất này còn có thêm công dụng làm cho mứt trở nên dai, giòn và rút ngắn quá trình sản xuất. Và việc mua loại hóa chất này cũng không mấy khó khăn. Thì cho vào cái bột để làm mứt ấy ạ. Để cho vào dừa ấy. Làm trắng dừa. Vâng ạ. Trắng nước dừa. Vâng. Lấy 260 một cân. Chắc là những người làm mứt thêm lấy ở đây không cô? Chả biết là nhiều người lấy, không biết ai lấy ai cả. Thông thường, một mẻ mứt truyền thống thường trải qua các công đoạn như gọt, cắt mứt nguyên liệu, ngâm nước vôi, ngâm nước, phơi khô và ướp đường. Tất cả các công đoạn trên mất khoảng một tuần. Tuy nhiên, với mứt sử dụng hóa chất, chỉ cần trải qua 3 công đoạn gọt, cắt nguyên liệu, ngâm vôi với nước trong vòng 1 ngày, rồi cho hóa chất tẩy trắng vào, cuối cùng đem đi ướp đường. Toàn bộ quy trình chỉ mất khoảng 3 ngày. Như vậy, bằng cách sử dụng hóa chất, chỉ mất một nửa thời gian đã cho ra lò những mẻ mứt thơm ngon không kém. Qua tìm hiểu, chất tẩy trắng trên chính là sodium hydrosulfite NaH2SO3, là chất có dạng bột màu trắng, mùi hắc, thường dùng rộng rãi trong công nghiệp xử lý nước, làm chất tẩy trắng trong khung giấy, dệt nhuộm. Theo các chuyên gia, người hít phải sodium hydrosulfite qua đường khí quản, cơ thể sẽ cảm thấy khó thở, thậm chí là nghẹt thở. Khi đi vào đường tiêu hóa lâu dài, có thể gây ra bệnh ung thư dạ dày và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác. Bên cạnh hóa chất tẩy trắng, để mứt có màu sắc đa dạng, bắt mắt, việc sử dụng phẩm màu cũng là vấn đề rất đáng lo ngại, nhất là các loại phẩm màu công nghiệp không rõ nguồn gốc, vô cùng độc hại cho sức khỏe. Cùng một cái hóa chất thì nếu như những cái loại đó đấy mà là cái loại quy định là dùng cho thực phẩm thì cái độ tinh khiết nó rất là cao, nó không chứa chất độc. Nhưng mà cái loại dùng cho công nghiệp, ví dụ để tẩy gỗ, tẩy giấy thì là gì? Thì là cái độ tinh khiết của nó kém và cái tạp chất của nó ở trong đó rất là nhiều. Và thậm chí là có cả những tạp chất mà nó có khả năng gây độc cho con người. Không chỉ sử dụng hóa chất tẩy trắng, nhuộm màu, nhiều loại mứt hiện nay còn được chế biến với quy trình không thể bẩn hơn. Thoạt nhìn, nhiều người không thể ngờ rằng những quả táo thâm đen đựng trong những bể chứa cáo bẩn, đen xì và đầy ruồi bọ này lại là nguyên liệu làm nên loại mứt thơm ngon ngày Tết. Mỗi ngày chúng được thu mua rồi tập kết trong những bể chứa lớn để đem đi ngào đường trước khi cho vào lò than như thế này. Còn đây là những mẻ mứt cà rốt đang trong quá trình chế biến vô cùng bắt mắt. Sau khi cho thêm đường, những miếng mứt này nhanh chóng được côn trùng viếng thăm và ở lại luôn trong chảo nóng như thế này. Chưa hết, ở nhiều nơi, việc phơi và bảo quản mứt được thực hiện khá sơ sài. Mứt được trải trên những tấm bạt nằm sát đất, công nhân thì tha hồ mang ủng vào như thế này. Với công nghệ chế biến này, quan bằng tới việc chúng có sử dụng hóa chất hay không. Chỉ với cảm quan thông thường đã cho thấy cách chế biến vô cùng mất vệ sinh. Nếu người tiêu dùng ăn phải, nguy cơ nhiễm ký sinh trùng và mắc các bệnh về đường ruột là rất lớn. Về ký sinh trùng thì có giun, thì các loại giun như là giun đũa, giun tóc, rồi sắn dây lợn, rồi là giun đũa chó, rồi là giun lươn não, là những loại mà ký sinh trùng có thể nó ở trong các cái con ruồi nhặng nó tha vào cho mình. Và trong ví dụ như cỏ ong chẳng hạn thì nó lại còn có những cái không ít nhiễm ký sinh trùng nhưng mà lại có cái chất độc của ong nó vào cái mứt và thức ăn của mình. Rồi nếu mà nhất là cái mứt mà thành phẩm rồi rất nguy hiểm, là bởi vì lúc đó là không qua xử lý nhiệt nữa mà cái mầm bệnh nó vẫn còn tồn tại. Thì ngoài ra trong cái con ruồi nhặng có thể có những cái bầu nang đơn bào hoặc là các cái loại vi khuẩn rất là nguy hiểm từ cái mầm bệnh, từ đờm dại rồi là từ phân nước rác các thứ, là nó vào trong con ruồi, nó vừa ruồi nó ăn thì nó vào ruột của nó rồi nó tha vào, hai nữa là dính vào các cái chân và cái cánh của nó, rất là nhiều lông, nó cả cái mầm bệnh nó bám vào đấy và nó là môi giới truyền bệnh, tức là truyền cái bệnh, cả cái mầm bệnh từ cái vùng mà nước thải và chất thải như là phân nước rác
thì nó đưa vào trong thức ăn, trong đó có mứt. Ngay cả chuột nó cũng có rất là nhiều mầm bệnh từ con chuột. Thế thì chính nó là tha ra những cái mầm bệnh từ môi trường, nhất là cái vùng mà nông thôn hoặc là vùng mà kể cả thành phố cũng có cái nơi mà nước thải, chất thải, ví dụ như phân nước rác các thứ thì nó cũng là cái nguồn mà mầm bệnh rất là nhiều. Đấy, tôi nói là bao gồm cả ký sinh trùng, cả vi khuẩn và cả virus, thì kể cả độc chất, kể cả hóa chất độc chất nó cũng có thể nó tha vào trong cả cái thức ăn của mình, trong đó có mứt. Thế như vậy là nói chung là về đảm bảo vệ sinh như vậy là chưa, không được. Thực tế thời gian qua, cơ quan chức năng đã phát hiện không ít cơ sở sản xuất mứt vi phạm các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, như sử dụng hóa chất độc hại, điều kiện sản xuất kém vệ sinh. Tuy nhiên vì lợi nhuận, cho đến nay tình trạng trên vẫn âm thầm tiếp diễn và người tiêu dùng là người lãnh chịu hậu quả. Ngày Tết không thể thiếu đi những đĩa bánh mứt bên bàn trà. Mứt cũng là món ăn mang nhiều ý nghĩa đối với tuổi thơ của không ít người. Thế nhưng, nguy cơ bị làm bẩn, đầy rẫy hóa chất độc hại, không ít người tiêu dùng đang cảm thấy lo lắng, bất an khi chọn mua mứt để đãi khách mỗi dịp Tết đến xuân về. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần có những biện pháp nhằm ngăn chặn các cơ sở làm ăn bất chính, thiếu trách nhiệm trong kinh doanh, đặc biệt là trong sản xuất thực phẩm, đe dọa sức khỏe người dân như thế này. Thưa quý vị, những ngày đầu xuân, việc chuẩn bị được mâm bánh mứt ngon đẹp mắt để đãi khách được người Việt rất chú trọng. Tuy nhiên, không phải ai cũng mua được những loại mứt vừa ngon vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe nếu chỉ dựa vào cảm quan thông thường. Chính vì vậy, cách tốt nhất là người tiêu dùng nên chọn mua mứt tại các cơ sở uy tín, có bao bì nhãn mác rõ ràng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của gia đình, người thân và bạn bè. Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý khán giả, vào những ngày hè, thời tiết oi bức, cha mẹ thường đưa trẻ đến các hồ bơi hoặc khu vui chơi dưới nước để giải nhiệt. Thế nhưng không ai nghĩ rằng trẻ cũng có thể bị đuối nước ngay tại một địa điểm tưởng là an toàn như hồ bơi. Điều đáng nói hiện nay có không ít hồ bơi hoạt động không phép hay chưa đủ các điều kiện theo quy định đã đi vào hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Và đây cũng là vấn đề mà Lời Cảnh Báo hôm nay muốn đề cập đến. Mời quý khán giả cùng theo dõi. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tai nạn đuối nước đã âm thầm cướp đi sinh mạng của 360.000 người mỗi năm trên toàn thế giới. Trong đó, 90% số trường hợp xảy ra ở những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Một nửa số trường hợp xảy ra ở khu vực Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Riêng tại Việt Nam, mỗi năm có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, khiến nước ta trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ trẻ em tử vong do đuối nước cao hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á và cao gấp 10 lần các nước phát triển. Điều đáng nói, tình trạng này không chỉ xảy ra ở biển hồ, sông suối, mà các hồ bơi hoạt động chui cũng là nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước ở trẻ. Điều này thực sự là nỗi ám ảnh của các gia đình có con em tử vong, là nỗi lo canh cánh với những ai chưa trang bị cho con em mình những kỹ năng để phòng chống tai nạn do đuối nước. Thường như anh á, thì anh chọn những hồ bơi mà nó có những cái thiết bị bảo hộ tốt để cho bảo vệ con em mình. Ví dụ khi bơi nó sẽ có những cái những người ta thường trực ở hồ bơi á, nó sẽ có đầy đủ thiết bị, lỡ con nít tắm có chuyện gì không ok thì có người sẽ hỗ trợ. Hiện nay các bậc phụ huynh có xu hướng cho con học bơi để rèn luyện sức khỏe. Đặc biệt là vào những ngày hè, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiều gia đình thường đưa con em đến hồ bơi để giải nhiệt. Thế nhưng trên thực tế, một số hồ bơi ở hồ bơi khiến nhiều em tử vong. Mới đây, ngày 12 tháng 7, vụ đuối nước xảy ra tại một hồ bơi ở Quảng Ninh khiến một người tử vong và một nam sinh đang cấp cứu. Được biết, khu vực hai nam sinh gặp nạn là bể bơi ngoài trời có độ sâu 5 mét và có 6 nhân viên cứu hộ. Phía cơ quan chức năng đã đóng cửa bể bơi để phục vụ điều tra nguyên nhân và ra soát công tác đảm bảo an toàn. Vụ việc đuối nước thương tâm xảy ra vào ngày 24 tháng 6 tại hồ bơi khách sạn Sông Trà, thành phố Quảng Ngãi, làm hai em học sinh tử vong. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định hồ bơi này không có biển báo từng khu vực cho người biết bơi và không biết bơi, không có dây phao ngăn cách các bể bơi có độ sâu khác nhau. Thêm vào đó, hồ bơi của khách sạn này chưa được phép khai thác và chủ yếu phục vụ khách lưu trú,
Việc bán vé cho người ngoài vào tắm là hoạt động chui và hoàn toàn sai phạm. Cũng trong tháng 6, tại công viên nước Thanh Hà, thành phố Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn đuối nước làm một cháu bé tử vong. Điều đáng nói là công viên nước này hoạt động đón khách khi chưa có đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định. Công ty tại cái buổi làm việc thì đưa ra chỉ được cái giấy phép kinh doanh thôi, thì còn lại là các cái điều kiện khác có biên bản chúng tôi gửi là không có. Thời gian tới khi mà công ty Thanh Hà này mà có đủ các cái điều kiện, chúng tôi sẽ tái kiểm tra lại. Đấy, tái kiểm tra lại với đủ điều kiện rồi thì sẽ cho phép hoạt động. Các chuyên gia cho hay, ngoài nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về nguy cơ gây đuối nước ở trẻ em còn hạn chế, trẻ thiếu sự giám sát của cha mẹ, trẻ chưa biết bơi, thiếu kỹ năng, thì nguyên nhân gây ra đuối nước tại các hồ bơi còn do thiếu trang thiết bị, nhân viên cứu hộ cũng như trình độ chuyên môn tại các cơ sở không đảm bảo. Theo quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn chuyên môn đối với môn bơi lặn, trong đó bể bơi tiêu chuẩn thường phải bảo đảm kích thước 6m x 12m, có phòng thay đồ, khu tắm trắng, khu vệ sinh, sào cứu hộ, phao cứu sinh, bản nội quy và biển báo. Số lượng nhân viên cứu hộ phải đảm bảo ít nhất 200m² mặt nước bể bơi một nhân viên. Để hoạt động bất cứ một công trình nào, nhất là công trình mang tính chất tập trung đông người như thế, thì nhất thiết phải đạt được những yêu cầu rất khắt khe như nguồn nước, các phương án đảm bảo an ninh cứu hộ khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, tình trạng trẻ đuối nước vẫn diễn ra, cho thấy công tác kiểm tra giám sát đối với hoạt động kinh doanh ở các hồ bơi còn chưa quyết liệt. Rõ ràng thì là khi kiểm tra mà người ta không xuất trình được thì cái chính quyền cơ sở là phải có công báo là không cho hoạt động ngay, kể cả thử nghiệm. Nó có quy trình của nó, chứ không thể mở cửa mà là thu phí được mà để hoạt động mà kinh doanh được, như vậy thì quá nguy hiểm. Để giảm thiểu tình trạng đuối nước ở các hồ bơi, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra hoạt động thể thao dưới nước, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là vi phạm liên quan đến công tác bảo đảm an toàn cho người tham gia bơi lội. Với các cơ sở kinh doanh dịch vụ này, chỉ nên đưa bể bơi vào vận hành khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật trong hoạt động thể thao bơi lội. Ngoài ra, kiên quyết xử lý ngăn chặn đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ thể thao dưới nước không đủ điều kiện an toàn cho người bơi. Một khi những người kinh doanh còn xem thường công tác cứu nạn cứu hộ, gia đình còn chưa thực sự quan tâm trẻ, thì tình trạng đuối nước khi tắm ở các hồ bơi sẽ còn gia tăng. Thưa quý khán giả, để xóa sổ tình trạng hồ bơi hoạt động chui và giảm thiểu vấn nạn đuối nước ở trẻ em, đòi hỏi không chỉ ở sự chung tay của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra giám sát, mà còn ở sự quan tâm từ gia đình. Có như vậy chúng ta mới thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm tử vong đuối nước ở trẻ em, đảm bảo cho các em có một môi trường sống an toàn. Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý khán giả, với nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ, thì chiếc kính mát đã trở thành một vật bất ly thân. Không chỉ để ngăn bụi, chống chói nắng khi đi ngoài đường, mà kính mát còn là một loại phụ kiện thời trang. Hiện nay, thị trường mắt kính rất đa dạng về mẫu mã, kích cỡ cũng như giá thành, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn. Tuy nhiên, bên cạnh các loại mắt kính chất lượng thì cũng tràn lan các loại mắt kính giả nhái thương hiệu nổi tiếng. Nhiều người vô tư chọn mua nhưng không ngờ rằng đây lại chính là mối quà khôn lường, gây nên một số vấn đề liên quan đến thị lực. Chương trình Lời Cảnh Báo ngày hôm nay sẽ giúp cho quý khán giả có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này. Kính mời quý khán giả quan tâm theo dõi. Kính mát hay kính râm là một trong những phụ kiện thời trang không thể thiếu đối với mọi người. Chúng không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn bảo vệ đôi mắt khỏi tác động của khói bụi và là một vật dụng không thể thiếu khi ra ngoài. Thế nhưng hiện nay, kính râm được bày bán ở khắp các ngã đường, góc chợ hay những tủ kính được trưng bày bắt mắt. Chỉ từ 50.000 đến 100.000 đồng là sẽ có ngay một chiếc kính như mong muốn. Điều đặc biệt là mọi loại kính đều được dán nhãn mác logo của các thương hiệu nổi tiếng và các phụ kiện đi kèm như hộp, túi. Nhưng thực chất, đây lại là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Lợi dụng thị hiếu người tiêu dùng thích mẫu mã đẹp và giá rẻ, mà các loại mắt kính giả nhái như thế này có cơ hội xâm nhập vào thị trường. Kính râm, kính mát thì cô thường vô trong tiệm. Dạ. Hoặc là có những người bạn từ nước ngoài gửi về cho cô. Dạ. Cô cũng chỉ biết một số cái trường hợp người ta bán ở ngoài chợ đó, thì ví dụ như là người ta đổ đống ta bán thì cái chuyện đó ta lấy ở đâu mình không biết. Dạ. Thế nhưng mà cô thì cô không có mua những cái đó.
thì nói chung là mắt thì nó cũng quan trọng. Ví dụ như mình không nhìn thấy thì mình có thể mình đi vào mình tiệm mắt mình đo mắt, chứ đừng có nên mua ở ngoài những cái kính trôi nổi thì nó sẽ ảnh hưởng tới mắt của mình thôi. Theo chị nghĩ thì mình đeo mắt kính thì mình đeo loại tốt tí. Còn mình đeo cái loại mà giống như chị thấy ở ngoài đường bán á, hoặc là chị thấy là họ treo 20.000, 30.000 thì chị không dám đeo. Chị sợ là ảnh hưởng tới mắt của mình. Ghi nhận về thị trường kính mắt hiện nay có thể thấy rất đa dạng về mẫu mã và giá cả cũng khác nhau. Người bán cũng liên tục bày ra các chiêu trò để quảng bá sản phẩm và thu hút người mua, như khuyến mãi mua một được hai, xả hàng giá gốc, giảm giá 50% cho học sinh sinh viên, chống tia UV. Nhưng về chất lượng thì không có gì đảm bảo. Trong khi đó, kính mắt thời trang giá rẻ bán trôi nổi, thường được nhuộm màu nên chỉ có thể lọc khoảng 75-85% ánh nắng mặt trời vào mắt, không lọc được tia cực tím. Thứ nhất là cái việc mà sử dụng cả kính râm giả trôi nổi đó, thì cái tác hại đầu tiên của nó là nó không có cái tác dụng của kính râm, có nghĩa là không lọc được tia cực tím, không chống được chói lóa, không giảm được mỏi mắt mà thậm chí còn gây mỏi mắt hơn nữa. Đấy, cái tác dụng thứ hai là khi mà mình đeo kính giả như vậy đó, thì có một số trường hợp đó có gây hiện tượng là méo hình, biến dạng hình ảnh và gây hình ảnh không có thật. Rồi thứ ba là một số trường hợp họ đeo kính thì gây hiện tượng là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, ảnh hưởng đến cái hoạt động lao động, học tập cũng như vui chơi, giải trí. Và có một số trường hợp thì nó cũng là cái nguyên nhân mà nó gây ra tai nạn giao thông vì nó gây cái hình ảnh giả. Bên cạnh đó, hầu như các loại kính mắt này được làm ra với chi phí thấp nên thường được phủ bằng các hóa chất độc hại có thể gây tổn thương, dị ứng, lở loét vùng da tiếp xúc với gọng kính ở phía thái dương và vành tay. Đặc biệt, trong kính siêu rẻ thường không được đồng nhất, độ khúc xạ bằng không nên có thể tạo ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng sau khi qua kính, khiến người đeo dễ mắc các tật khúc xạ, cận thị, viễn thị hay loạn thị. Ngoài ra, do tác động của bụi bẩn, chúng gây ra nhiều tác hại như đau mắt, rát mắt, dị ứng, mẩn ngứa. Để làm sao nhận diện ra được hàng chính hãng thì thông thường nhà phân phối là có cái bảng giá ở đây, có thông số, thí dụ như thương hiệu, có mã số, có giá. Phía sau lưng ở đây là có nhà sản xuất, có nhà nhập khẩu, phân phối. Thì nếu mà mình mua một cái kính mình yên tâm là kính mát á, thì cái cơ bản là mình thích cái gu như thế nào, mình thích cái loại thương hiệu nào. Tại vì giá kính á, thì nó có thể nhiều giá khác nhau, nó sẽ tạo mình nhầm lẫn. Nhưng mà rất đơn giản để suy nghĩ, nếu mua một cái kính mát, mình chỉ cái kính nó tốt cho mình đeo thôi, thì mình không quan trọng là thương hiệu cao cấp mà nó hợp với lại gương mặt mình. Thì mình tìm cái chỗ bán lẻ là có cái những cái tem đầy đủ như đây. Rồi đây có nhà sản xuất, nhà cung cấp. Thì mình phải kiểm tra cái phần này, tại vì có nhiều nơi người ta bán hàng nhái nhưng mà ở đây người ta cứ ghi đại thôi. Thì mình muốn kiểm tra mình xem có phải là nhà phân phối hay không. Thực chất, hiện nay các loại mắt kính giả bán tràn lan trên thị trường vẫn có đất sống là do nhu cầu của người tiêu dùng vẫn còn. Tuy nhiên, việc thờ ơ coi thường sức khỏe của chính bản thân mình là nguyên nhân khiến hàng giả hàng nhái có thể tung hoành. Vì vậy, ngăn ngừa mắt kính giả nhái nói riêng và hàng giả hàng nhái nói chung là việc làm cần sự đồng thuận của cả cơ quan quản lý nhà nước lẫn người tiêu dùng. Thì đầu tiên để hạn chế cái tình trạng kính mắt kính giả trôi nổi hàng nhái đó, thì đầu tiên về mặt cơ quan chức năng đó, thì thứ nhất là họ phải thường xuyên kiểm tra các cửa hàng mắt kính, mục đích để ngăn chặn những cái kính mà hàng giả, hàng nhái, hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc. Và họ tuyên truyền cái tác hại, thường xuyên tuyên truyền tác hại của cái việc mà đeo cái kính giả, đeo kính trôi nổi. Và về phía cái cửa hàng mắt kính đó, thì họ chỉ nhập những cái kính, những loại mắt kính mà có nguồn gốc rõ ràng. Còn về phía người tiêu dùng thì khi mua kính thì mình chọn những cơ sở mà họ có uy tín lâu năm. Thì tại đây mình sẽ chọn được những cái kính có rõ được nguồn gốc xuất xứ, tránh cái hàng trôi nổi. Và khi mình mua kính thì mình cũng nên chọn những cái kính mà
có thương hiệu. Ví dụ những cái kính mà có thương hiệu tốt như là kính của Pháp, của Đức, của Ý hay của Hàn Quốc. Và khi mình chọn kính thì mình cũng phải trang bị cho mình những kiến thức cơ bản cần thiết. Cuối cùng, lời khuyên dành cho mọi người là nên chọn kính mắt thời trang sậm màu vừa đủ để tạo cảm giác thoải mái mà vẫn thấy quang cảnh khi đi đêm. Cảnh vật nhìn qua kính không bị mờ, biến dạng hoặc gợn sóng. Kính phải có tính chống dở. Bên cạnh đó, lựa chọn kính đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng là điều không thể quên khi mua kính. Nếu thấy có những dấu hiệu bất thường về mắt, người sử dụng cần đến gặp bác sĩ để được khám và điều trị kịp thời. Thưa quý khán giả, mắt kính ngoài để làm đẹp thì công dụng chính vẫn là để bảo vệ mắt trước những tác động từ môi trường bên ngoài. Chính vì vậy, mỗi người tiêu dùng hãy tự bảo vệ cửa sổ tâm hồn của mình bằng việc lựa chọn sử dụng các loại mắt kính có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đừng vì ham rẻ mà làm khổ cho đôi mắt của chính mình, quý vị nhé. Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Lời Cảnh Báo của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý khán giả, việc sở hữu được một mảnh đất, ngôi nhà để an cư lạc nghiệp đối với đại đa số người dân là một mong muốn chính đáng. Tuy nhiên, với giá cả nhà đất hiện nay, để mua được nhà không phải là điều dễ dàng, nhất là đối với những người có thu nhập trung bình và thấp. Chính vì vậy, để hiện thực hóa ước mơ, nhiều người đã tìm tới các dự án chưa hình thành để mua đất với giá mềm hơn. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã vẽ ra những dự án ma nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Vậy, thủ đoạn đó được thực hiện như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong lời cảnh báo ngày hôm nay. Kính mời quý khán giả cùng quan tâm theo dõi. Đây là mảnh đất tọa lạc tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù chưa có chứng nhận lên đất thổ cư, nhưng mảnh đất với hiện trạng là cánh đồng cỏ mọc tùm này đã được hô biến thành một dự án nhà ở hoành tráng trên giấy, cho đem bán cho hàng chục người. Điều đáng nói, người đứng ra bán đất lại không phải chủ đất thực sự. Bằng cách đặt vấn đề mua bán, đặt cọc một số tiền cho chủ đất và nhận về tờ giấy hứa chuyển nhượng. Sau đó, các đối tượng này thuê một đơn vị vẽ quy hoạch, tung tin về dự án cho các cò môi giới nhà đất để thu hút khách hàng. Thậm chí, các đối tượng còn cung cấp cả hình ảnh giấy hẹn cấp hồ sơ phân lô của Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù các giấy tờ bên bán cung cấp rất mơ hồ, thiếu pháp lý nghiêm trọng, nhưng vì ham rẻ, nhiều người vẫn xuống tiền mua. Nhờ đó, chỉ trong thời gian từ đầu năm 2018 đến nay, các đối tượng trên đã lừa bán đất, chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng. Thứ nhất là mình tin tưởng giấy tờ đó. Thứ hai là họ sẽ bán một cái dự án tương lai mà đâm ra nó sẽ rẻ hơn thị trường khoảng tầm hơn 10%. Thì và kèm theo các cái giấy tờ sẽ ra sổ như vậy thì tôi thấy rất là tin tưởng và tôi đã mua. Bạn mình cũng mua ở đây mà mình cũng kiểu bên tài nguyên ấy có cái mộc đấy, nó có cái mộc của cái ba thửa đất này là đã tài nguyên đang nhận hồ sơ làm. Thế nói khoe là vậy. Mà lúc mình mua thì người ta giao kèo là từ 4 tháng đến 7 tháng là sẽ có giấy tờ ra cho từng nền một. Mà đến khi từ lúc mà mình đặt cọc khoảng 2 tháng thì mình thấy ở đây, ở cái chỗ mình mua là nó không có làm cơ sở hạ tầng, không làm đường xá, không làm gì hết. Thì mình mới nghi. Thì mình nghi thì mình ra xã hỏi. Thì ra xã mới hỏi giấy tờ vậy thì xã bảo là ở đây đất này là đất, không có đất... xây nhà mà không có dự án nào hết. Theo ghi nhận, chỉ tính riêng tại dự án ma ở xã Đông Thạnh này, các đối tượng đã phân ra hơn 160 nền bán cho nhiều người. Trung bình mỗi nền, người mua phải đặt cọc từ 300 triệu đến 500 triệu đồng. Người ít thì một nền, hai nền, nhưng có người mua hàng chục nền. Vì vậy, số tiền bị lừa lên tới hàng tỷ đồng. Ngoài xã Đông Thạnh, một lô đất khác ở ấp 2 xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn cũng được lừa bán với hình thức tương tự. Sau khi đặt cọc mua lại mảnh đất của người dân, các đối tượng đã tự ý lập bản vẽ, ngang nhiên công khai rao bán tổng cộng 31 nền. Điều đáng nói, thay vì lập hợp đồng mua bán, thì tất cả giao dịch đều được thực hiện tại một văn phòng công chứng nằm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dưới hình thức vi bằng. Tuy nhiên, sau khi đã trót trao tiền, nhiều người mới tá hỏa khi biết loại giấy tờ này không có hiệu lực trước pháp luật. Không ít người đã dành toàn bộ số tiền tích góp của gia đình, thậm chí phải vay mượn người thân bạn bè để đóng tiền cọc, với hy vọng dùng hợp đồng mua bán để vay ngân hàng trả dần. Tuy nhiên, kết cục là phải ngậm đắng. Cả năm trời bỏ công bỏ việc chạy khắp nơi cầu cứu, theo chân kẻ lừa đảo để mong lấy lại được tiền.
Chúng tôi là thật ra là khi mà đi mua đất như vậy á, thì cũng tích góp bao nhiêu năm đi làm là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là bây giờ mà đi cầu cứu các cơ quan chức năng này chúng tôi nó mất rất là nhiều thời gian. Bây giờ tiền là xác định là mất rồi đấy. Đấy, nhưng mà chỉ mong muốn là các cơ quan chức năng người ta vào cuộc để mà bắt cái người đó đưa ra pháp luật để cho những cái người sau này người ta không có bị lừa nữa. Nhưng thực ra cái việc này là nó xảy ra là cuối năm 2018, nhưng mà đến gần giữa năm 2019 là tháng 4, tháng 5 thì vẫn còn một số người vẫn bị lừa nữa. Thì hai vợ chồng thì cũng mình đi làm hộ. Thì vợ cũng làm công ty, thế là vay mượn bà con ở quê. Mua được miếng, tức là đặt cọc thôi, mới đặt cọc thôi. Thế đến tháng 11, 2018, là nghe những người mua cùng nói kêu là cái đất này bị lừa rồi. Một năm rưỡi nay thật sự rất là buồn, gia đình cũng lục đục xào xáo là do mất một lượng tiền rất là lớn. Thực tế thì hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận và nhiều tỉnh khác trên cả nước là nhiều người đã bị lầm và bị chủ đầu tư hoặc là bị những người môi giới lừa qua mặt và đã lừa cái số tiền rất là lớn. Cụ thể ở đây là những người chủ đầu tư, những nhà môi giới chủ yếu là lập nên các cái vi bằng, và vi bằng này chủ yếu là giao nhận tiền. Và hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản chính thức là thông báo là cấm các văn phòng thừa phát lại lập các cái vi bằng về giao dịch về nhà đất, thậm chí là lách luật bằng hình thức là giao nhận tiền không liên quan tới nhà đất, nhưng mà có giao nhận tiền về mua bán đất, và các văn phòng thừa phát lại chỉ lập vi bằng giao nhận tiền, nhưng đó cũng là một hành vi mà vi phạm pháp luật. Theo lãnh đạo địa phương, tính đến thời điểm này, chỉ riêng hai xã Nhị Bình và Đông Thạnh, Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận hơn 100 đơn trình báo bị lừa tiền đặt cọc và đã chuyển cho cơ quan công an huyện điều tra. Tuy nhiên, theo các nạn nhân, ngoài hai thửa đất trên, các đối tượng lừa đảo này còn lừa bán đất ở một số nơi khác. Thực trạng hiện nay á, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, các vùng ven thì có nhiều dự án mà người dân phân lô hộ lẻ theo quy định 60 của thành phố. Thì nếu mà đây là những dự án mà phân lô đúng quy định 60 của thành phố thì đây là những dự án hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ. Và đây là một cái nhu cầu thật của người dân. Tuy nhiên thì hiện nay cũng do lợi dụng là cái chính sách cũng như là một số dự án mà dạng người dân làm mà hợp pháp đó, thì cũng có nhiều người mà mua đất dạng đầu cơ rồi sau đó đây là đất nông nghiệp và sau đó là tự phân lô, thì đây là hiện tượng là phân lô trái phép. Thì đối với những cái trường hợp này á, thì tôi khuyên là người mua mà khi mua thì nên coi kỹ là cái pháp lý của những cái dự án này nó phù hợp chưa, để mà trước khi mình mua, để tránh trường hợp mà khi chúng ta mua chúng ta đặt cọc rồi mà lỡ mà người ta không làm giấy tờ được thì nhiều khi là tiền mất tật mang. Mà những người mà mua những cái dự án vùng ven này thì đa số là những người là nghèo, khó khăn, có nhu cầu thật. Mà tiền nhiều khi chúng ta dính vô rồi thì rất là khó. Chỉ bỏ số tiền cọc ban đầu nhỏ, các đối tượng lừa đảo đã thu về hàng trăm tỷ đồng trót lọt của nhiều nạn nhân ở nhiều nơi trong một thời gian dài nhưng vẫn chưa bị xử lý. Vụ việc là bài học cảnh tỉnh cho những ai đã và đang có ý định đầu tư đất nền ở vùng ven. Nếu không hiểu rõ về pháp lý mà ham rẻ, có thể rơi vào những cái bẫy được bày sẵn. Thưa quý khán giả, mua bán đất nền hay kinh doanh bất động sản nói chung đều mang lại lợi nhuận lớn. Đặc biệt, chỉ với vài chiêu trò tung tin và vẽ ra các loại giấy tờ về các dự án không có thực thì lợi nhuận thu về càng khủng. Vì vậy, dễ hiểu vì sao các đối tượng xấu lại quyết tâm thực hiện hành vi lừa đảo người mua. Tuy nhiên, đây chỉ là hành vi của cá nhân, đáng sợ hơn khi cái bẫy dự án ma lại được vẽ lên bởi các công ty bất động sản với thủ đoạn tinh vi hơn, địa bàn hoạt động rộng lớn hơn.